trời quá đất. Ngon lành chưa mọi người? Mọi người ngon lành chưa? Nè. Đó, thì mình làm lẻ đi rồi mình không thể nào mà ngồi mình làm hết một cái cho mọi người xem được. Đó, tại vì nó quá nhiều thứ, nhưng mà chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa cá mà chúng ta đã làm và trước đó. Đây, cái những cái này mình chỉ cần lấy cái thang mình làm một cái thôi là mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt lại này. Đã chưa? Quá đã luôn, super cleaner, quá trời super luôn nha mọi người ha. Giá 160.000, 750ml xài thoải mái luôn. Mọi người thấy là mình xài á, là cái phần dung dịch này nó sẽ ngấm vô cái khăn của mình. Mình xài đi xài lại rất là lâu luôn. Rửa nó còn chưa sạch nữa, rửa rất là lâu nó mới hết nha. Yeah.